Rồi điếu rồi, điếu rồi, điếu rồi, điếu rồi, điếu rồi, điếu rồi. Let's go, bắn ở đây. Hello, 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 xin chào tất cả các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. G Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video về tựa game Chu Chu Chắc tập thứ tư nha các bạn. Mình chắc là YouTuber làm cái này chậm nhất thế giới các bạn à. Do là người ta làm bình thường tầm khoảng 1-2 tập là người ta win rồi các bạn. Nhưng mình phải kéo dài tới 4 tập vì lý do là mình chơi game mình toàn là tấu hài các bạn. Và ngày hôm nay mình đã có thể mời được thằng bạn cá đầu xanh của mình quay trở lại để quay video chung với mình các bạn ơi. Vũ gì? Hôm nay mấy cá đầu xanh bạn. Chứ mày là gì? Mày không đầu xanh chứ mày là gì? Mình là cá tri thức bạn ơi. Hôm nay nó là cá tri thức các bạn à. Rồi 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 rồi. Ok, vậy hôm nay chúng ta sẽ gọi nó là ê mày. Ê tôi nhìn mày đeo mắt kiến giống Tony Stark các bạn à. Người sắt, người sắt. Hàng ngày là mày là fan người sắt hả? Đúng rồi các bạn, mình là 100 năm rồi. Ôi mình là fan Batman các bạn. Ê tính là người sắt với Batman cũng giống nhau biết sao không? Giàu như nhau ấy. Hôm nay là chúng ta cũng sẽ làm giàu trong game này các bạn à. Đó chính là tụi mình sẽ đi thu thập đồng nát để nâng cấp full chiếc xe tàu lửa của mình. Từ đó là mình sẽ tiêu diệt con Chu Chu Chắc nha các bạn nha. Các bạn đừng quên để cho video này một nút like ủng hộ cho mình. Còn những bạn nào lần đầu tiên kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi anh em ơi. Let's go. Ở đây mình đang ở cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ phụ nữa bạn. Mấy cái nhiệm vụ phụ là mấy cái nhiệm vụ kiểu màu vàng nè các bạn ơi. Thì hôm nay là mình sẽ phải hoàn thành cỡ chừng 3 cái nhiệm vụ phụ, 4 cái nhiệm vụ phụ thì mới có thể quay trở lại quấn con Chu Chu Chắc được anh em à. Giờ đi với cái nhiệm vụ đầu tiên nha. Đừng chỉnh gì nữa ông nội. Ok. Ê mày, cái chỗ này có phải là chỗ băng đảng của tụi nó không vậy? Ủa có ông nào nè, ông này có ông này chắc là người bạn tốt. Ông này là có râu mà mày hỏi đàn ông hay đàn bà, cái thằng điên. Ông này người to là do ông tập gym á. Này nó phải người mới đây làm việc chúng tôi không? Có một thứ tôi cần nằm trên đỉnh những tòa tháp này. Tôi sẽ không bắt anh làm việc miễn phí đâu. Ok 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 ok. Hao âm. Tao nghĩ là ông cũng sẽ trả cho mình đồng nát hơn. Ok ok ok. Rồi ông mẹ ông đang nói về cái sự ông Warden lừa dối các bạn à. Rồi đâu bây giờ là chúng ta sẽ phải leo lên cái ngọn đồi này các bạn. À đi trên mây. Ui cao đi trên mây kìa dữ không? Quá dữ luôn. Ok bây giờ mình phải cần đi kiếm đường lên trên mây các bạn ơi. Trên đây là mấy cái ngọn tháp này nè. Bây giờ cần phải đi lên trên đây cái đã. Để mở cửa coi. Đồng nát. Tới giờ thu thập đồng nát rồi các bạn ơi. Let's go đi mình lên đây mình kiếm thêm cái coi trụ đã thiệt á. Ok. Giờ đây đi sao trời? Ủa cái này ghê, cái này bắt cua sao bạn? Ủa này hơi căng nha anh em. Ok chắc là bắt cua vô vô cái máy tôm này hả? 1 2 3. Đó, let's go. Ok ok có đường vô nè. Giờ mình đi vô đây tiếp nè. Ok hiện tại là chưa có độc. Ui mình nghe tiếng của con Chu Chu Chắc các bạn à. Nhưng mà hiện tại là mình đang ở trong nhà thì chắc là mình sẽ an toàn khỏi con Chu Chu Chắc nha các bạn nha. Mấy con Chu Chu Chắc nó không đi vô mấy cái khu này đâu. Ok let's go đi tiếp nào. Ở đây có đồng nát là mày ơi. Ờ nếu mà vô chắc tao nghĩ là tới công chuyện luôn á. À đây nè, 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 hình như là đi lên đây bắt cua này nè, phải không? Đúng rồi, bạn ơi. Let's go, quá dữ, anh là thánh mò đường. Rồi, cửa này thì không mở được rồi. Bây giờ cái này là giống như là chúng ta chơi theo kiểu đoán đường vậy các bạn. Ok, mở mấy cửa này là không có được nha các bạn nha. Để đi qua đây lụm mấy cái đồng nát bên đây coi. Ok, hợp lý rồi đó. Trời ơi, chỗ này là thấy cũng hơi ghê nhưng mà thôi được rồi. Ơ bây giờ chỗ cái này đi sao anh em? Thôi cái này đi hơi khó nha, 1, 2, 3, let's go. Ê mày đau mày. Tao biết đau bộ. Ok. Bà rồ, các bạn thấy bà rồ chơi chưa? Bà rồ thể hiện mà cái kết, cái gì đây? Ok, đập vui vui thôi bạn à. Ở đây nó có quá trời vũ khí luôn, mình không bao giờ được lĩnh mấy cái vũ khí này hết trơn á. Rồi đi nào. Chuẩn rồi, ở cái này bay nữa. 1, 2, 3. Let's go. Trời hôm nay mình là Batman mà mình bay như phim vậy. Ok, mở cửa này có được không? Không được á, không được thôi lên trên đây đi. Let's go. Lên đây coi trên này có gì. Trên này có cái hòm này đẹp quá mày. Hòm gì á? Để nhìn xung quanh coi dự thứ có ma nữa, cái hòm này nhìn thấy có tài liệu trong đây hay gì nè. Ok, mở tài liệu ra. Lấy tài liệu. Ở dưới mở được không? Rồi đủ rồi, bây giờ hoàn thành nhiệm vụ luôn á bạn ơi. Bây giờ bay xuống luôn cho lẹ. Giờ bay xuống luôn cho lẹ nè. Hey. Nó thấy bắt cua ghê không? Ơi, quá dữ. Chơi theo phong cách tốc độ.
Rồi mình là trong cái speedrun mà bạn. Rồi mình đã làm được cái nhiệm vụ phụ đầu tiên rồi các bạn ơi. Nó cho mình đồng nát chứ có cho gì ông nội. Bây giờ nhiệm vụ tiếp theo là ở bên đây. Let's go, đi lại tàu thôi. Cái gì á, cái này là gì á bạn ơi? Tiếng mình đang đi trên đường mình thấy cái này lạ quá à. Không biết có YouTuber nào đã cho các bạn xem cái này chưa chứ lần đầu tiên mình thấy cái này các bạn. Không, thôi nhìn thấy nó giống như là một cái kiểu giống như để triệu hồi á. Mày có nhớ cái tập 3 mình đi lên trong kia không? Cũng giống á, cái này cũng giống giống nè. Hay là hay là đây là một cái chỗ để triệu hồi ở phần tiếp theo ta? Lên coi thử xem mình được triệu hồi không? Đã thử coi. Không được rồi bạn à, ở đây không được rồi, còn trứng thì mình đã. Ủa trứng vẫn còn trong tay nè. Ok, chắc là do là mình win boss thất bại nên trứng nó vẫn còn quay lại trong tay mình các bạn à. Thôi, để bây giờ quay lại tàu thôi các bạn ơi. Ê, có đồng nát nè. Đâu, đâu, để coi. Hồi nãy là chúng ta được một cái lọ sơn cái màu xanh gì á. Xanh này là màu xanh chanh các bạn. Màu chanh đó bạn. Nhìn cái này giống màu xanh dạ quang á mày. Bây giờ là giống cái môi của mày. À, và cái kia là giống cái da mày, là giống cái môi của mày. Chắc với mình nó mà lấy cái môi này hung một cái. Thằng cá đầu xanh đó là hung con chua chua chắc các bạn à. Nó thể hiện tình yêu vậy là chua chua chắc các bạn. Ok ok ok. Ok, thấy mày hơi quả đạn rồi đấy. Thôi từ nha. Bây giờ ơi mấy cái này quan trọng nè. Mấy cái này tôi thấy quan trọng là mấy cái này bữa giờ mình bỏ lỡ quá trời. Ờ đúng rồi, mình mở cái này mình bị tôi chắc quýnh mấy lần rồi các bạn ơi. Rồi đi tiếp nào, let's go, let's go. Bây giờ đi trên đường là mày nhớ mày nhìn giùm tao mấy cục màu vàng nha. Ra mấy cục màu vàng rồi mày báo tao liền nha. Ê, đi ly lộn đường rồi. Ủa sao cái đường này chỉ có đi lùi được hay gì à? Hình như không có được quẹo ở bên đó thì phải. Vậy là bây giờ chúng ta phải đi một cái đường... Phốt chạy bộ ra đi bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mày điên hả? Mày chạy bộ qua đây sao chạy? Vậy là bây giờ mình phải đi một cái đường vòng tàu như thế này nè các bạn ơi. Trời ơi, nó dài thật sự. Thôi được rồi, bây giờ đi tàu simulator tiếp nào các bạn ơi. Để mình đi trên đường mình kiếm mấy cái hòm kia coi. Ủa, cái, đầu tiên nè. Cái chỗ này là cái chỗ đầu tiên chúng ta đi nè. Bây giờ chúng ta quay lại nó nè các bạn. Nguyên vòng luôn rồi đó. Bây giờ mình đi nguyên vòng rồi. Về lại chốn xưa rồi các bạn ơi. Ê, có khi nào đi ra kia gặp xác của cái ông kia nữa không mày? để đi thử coi gặp lại ổng không nha các bạn nha. Để mình xem thử, mình test thử coi là bây giờ ổng còn ở đó không. Hay là ổng đã đi về thiên đàng rồi các bạn à. Ủa hình như ổng về thiên đàng rồi, mình nhớ là bữa ông chết ở dưới này nè. Chắc là bây giờ ông biết hình cái cây này rồi mày ơi. Rồi bây giờ chúng ta đi tiếp các bạn à, để mình coi coi đường đi như thế nào đây. Giờ đi thẳng là quẹo trái nha. Một giây mặc niệm. Ok. Ủa mày đi trong đây sợ quá, sợ chú chắc nó xuất hiện á, đi trên núi đi xuống là tới công chuyện luôn á. Thôi ta đổ xuống trước đi cho chắc. Ê, thấy cái gì nó đỏ trước kìa, phải nó không vậy? Không, cái bảng chỉ đường thôi. Cái bảng quẹo qua quẹo lại thôi, làm hết hồn luôn. Ok, mình xuống trước nha. Giờ chúng ta sẽ cho nó quẹo qua bên trái nha các bạn nha. Rồi, bây giờ lên để coi nâng cấp qua được gì đâu mà đã. 21 đồng nát hả, chắc là mình sẽ nâng cấp, không được súng rồi, đúng là 28 lận. Thôi, nâng cấp giáp. Ok, nâng cấp được cái gì chứ thì cứ nâng cấp các bạn ơi. Rồi tí nữa tính tiếp. Mình muốn nâng cấp full là mình sẽ tiêu diệt chu chắc nha bạn nha. Kiếm khoảng tới gần 100 đồng luôn quá. 100 lận hả, đâu? 16, 28, chắc cỡ 100 đồng lận các bạn ơi. Hơi bị nhiều quá, bây giờ tụi mình sẽ cần hơi bị nhiều đồng nát các bạn à. Lúc đầu mình chơi là tụi mình bỏ mấy cái nhiệm vụ phụ này. Nhưng mà ai dè mấy cái nhiệm vụ phụ này khá là quan trọng luôn. Ok, mấy chỗ này là tụi mình làm xong hết rồi. Bây giờ mình sẽ đi kiếm những cái đồng nát nó còn sót lại ở trên đường rồi mình lụm thôi. Giống như là hôm nay là video lụm rác simulator nha bạn. Cái mũ mày đeo mắt kiến rồi, mày đeo cái mũi sao mà thấy. Ok đi nào. Ôi, hình như là sắp tới rồi đó bạn. Không, còn tới 50 mét nữa lận. Ui, mấy cái đường này đi mình sợ gần chết luôn. Không biết mấy cái nhà này ở trong đây nó có đồ xịn cho mình không nữa. Nhưng mà thôi, để đảm bảo những cái nhiệm vụ mà mình làm thì mình sẽ đi thực hiện những cái nhiệm vụ phụ trước. Rồi sau đó tính sau nha các bạn nha. Con đường âm u như cung đường lên Bà Rịa.
Ok, thắng lại đi. Chúng ta sẽ đến nhiệm vụ đầu tiên, là nhiệm vụ của cái ông đưa tàu á các bạn. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ là mình sẽ chưa làm nhiệm vụ này giỏi đâu. Mình sẽ đi qua mình làm nhiệm vụ của thằng này trước đi. Đây, để giờ tao chuyển cái này qua đây lại. Yên tâm dân bro, bây giờ tao đã chơi game này là quá quen rồi. Trình độ tao là thứ dữ, mày cứ yên tâm đi. Ủa mà sao giờ không thấy con chu chu chắc nữa ta? Bình thường mình nhớ là nó hay hò reo hú réo bên đây lắm, mà sao giờ không thấy nó nữa các bạn? Tao cũng thấy đúng á. Không, tao nghĩ là chắc là nó đang chuẩn bị cho một đợt hả, gọi là comeback cuối vậy bạn, comeback tổng. đây có hàng nè các bạn ơi. Nó đây là mấy cái hầm tiếp tế khá là quan trọng nha. Tội nhiều vỏ lắm. Wow, lượm lượng đóng luôn á. Ok, yên tâm. Bây giờ đi tới đâu đây? Đây là một cái chỗ xe mỏ bị bỏ hoang, giống như là cái lúc đầu chúng ta tới. Ở đây nó có khá là nhiều đồng nát các bạn à. Để mình đi nhặt đồng nát simulator tiếp đây. Mình nhìn giùm ta đồng nát nha, mà thấy là mày báo tao liền nha. Đây, có liền. ok. Để coi trong đây có không nè. Không có. Ui, máu không vậy? Ghê với trời, máu không anh em? Trời, mày làm tao rối mày. Ok, bên đây, ở đây là có thuốc nổ đùm đùm các kiểu các bạn à. Rồi, nói chung là đồng nát ở khu vực này mình cứ tưởng nhiều nhưng mà ai về thì ít. Ủa mà sao trong đây chỗ nào tôi cũng thấy có máu mày ơi, kiểu ghê làm sao á. Ủa trên đây có ai nè, bây giờ có đường lên trên đây không? Tôi dẫn tôi lên trên đây cái coi. Rồi, có bên đây có cái chuồng heo rồi các bạn. Để qua đây coi cái chuồng heo này có gì xinh xịn như tao nọ. Thấy chưa, tao nói mà mấy cái này thường thường là đỉnh lắm. Mở cửa coi. Đây nè, có cái cầu thang lên nè. Rồi, bảo đảm là chúng ta lên được đây là chúng ta sẽ an toàn nha bạn nha. Không bị chui vô chắc quýnh đâu. Mở cửa vô coi. Let's go. Đẹp trai mày. Được á. John Wood. Aurarium, nhân viên bảo tàng lưu trữ. Ok. Nói gì cho lẹ, mệt quá. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là sẽ phải đi bộ qua anh đây, thám hiểm hẻm núi. Trời ơi, bây giờ chúng ta sẽ là một nhà thám hiểm bất đắc dĩ nha bạn nha. Ok, bây giờ thám hiểm mà đi qua bên đây. Trời ơi, đất ơi, sao xa chứ trời. Vậy là bây giờ chúng ta phải cuốc bộ simulator tiếp nào anh em ơi, let's go. Có lên. Và bây giờ chúng ta đến với một cái hẻm núi khá là kinh dị các bạn à. Mày nhìn thấy ghê không? Bây giờ nó mà đứng ở trên đây nó nhìn xuống ngay tao, mày không có đường chạy luôn. Ủa đây có mấy cái đoàn tàu nó bị hư nè các bạn. Ôi, mày mà làm tao giật mình á, quỷ này. Đang nói chuyện về phân rồi. Rồi bây giờ sao? Rồi giận sao dạ? Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là làm gì đây nè? Chưa đọc cốt truyện. Ấy da. Từ bình tĩnh. Không biết là nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải làm gì đây, do mình không có đọc cốt truyện các bạn ơi. Đâu, bình tĩnh, từ từ, để tôi lên đây. Tôi lên cái cầu này cái đã, tôi vũ nó cái đã. Rồi bây giờ chúng ta đi xuống lại nè, nó phải chơi chiêu đó, chiến thuật đàng hoàng chứ. Để tôi chuột xuống nè, woohoo. Ok, nhiệm vụ là gì đây? Ủa, nhiệm vụ là gì đây? Chúng ta nhiệm vụ là làm gì đây vậy? Bạn lão không? Từ từ, tao coi. Thám hiểm gì kìa? Mở bản đồ lên. Chiếc hộp màu xanh dương của Theodore nằm trong toa tàu ở hẻm núi. Nó kêu là chiếc hộp gì nó nằm ở trong toa tàu của hẻm núi, chắc là cái này rồi. Chiếc hộp màu xanh đây nè, let's go. Sao mất một cái đồng nát cũng được các bạn ơi, nhưng mà nó sẽ cho mình đi một cái đường dịch chuyển bằng máy bay. Thấy thông minh không? Tao tính hết rồi. Đâu, coi cái hộp màu xanh đâu rồi? Ấy, tao tính hết rồi. Làm như vậy là để anh em chúng ta speed run cho nó lẹ. Thấy tao chơi ghê không? Trình độ cao, tao đã tính toán hết rồi, mày không hiểu thôi. Thôi ca là gà các bạn ơi. Ok, rồi vô đây đổi cho mày nào. Rồi. Đó là trình độ người ta tính toán sẵn rồi bạn à. Rồi để giờ lên coi là mình có bao nhiêu đồng nát nè. Ngon. Ghê vậy. Vũ khí liền, giáp liền, gọi hết tiền luôn. Ok, làm mấy cái nhiệm vụ này tính ra cũng ngon bạn. Đi lùi, giờ đi lùi.
Giờ tụi mình sẽ phải đi lùi để còn hai cái nhiệm vụ phụ cuối cùng là một ông Santiago và một nhiệm vụ thì mình chưa có đọc các bạn à. Giờ chúng ta đi thôi. Nè chú chắc giờ ra đây là mình bắn nó hơi bị tơi á, bạn biết sao không? Mình đã nâng cấp full vũ khí rồi các bạn à. Em ra đâu, bởi vì mình đang có ba trái trứng rồi. Ờ à, đúng rồi đó. Bây giờ nó đang đợi cơ mắt tổng á. Đang cho mình cơ hội đó em quần. Ờ đúng rồi đó, tôi bay lo mày up gear đi, tao đợi tao bay. Ê tao nghe tiếng nó nữa mày ơi. Ê mày nói cái nó xuất hiện thiệt cả mày, tao nghe tiếng đó, tao mới nghe tiếng nó hú xong á. Nó hú một con nó không? Từ từ từ, tao nghe tiếng hú bên góc bên đây nè. Nhưng mà sao nó tiếng hú ngoài biển mày? Ủa, cái gì tính biển á? Ảo thật á. Thôi kệ, tao cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Có gì nó mà ra là tao quất nó liền. Let's go. Hai thì hơi nước mà. Ê, bạn ơi dừng lại, bạn ơi dừng lại. Ê, rớt tao, rớt tao. Động cơ bi tuyên cái là té tao liền. Ok ok ok, khu này khá là nguy hiểm nha các bạn nha. Chúng ta phải bình tĩnh ở cái khu đường này à. Bây giờ quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái, dừng lại, quẹo trái, quẹo trái. Chạy động cơ làm mát bằng nước không? Ghê quá mày. Làm mát bằng gió thôi. Sao? Sao đi qua đây cái tao có cái cảm giác là tao sợ à mày, mày đừng có nói động cơ Vitin Vita gì nữa mày. Tao qua đây là biết sao không? Mình đã từng bị nó đập ở bên đây rồi nên tao thấy rung lắm. Không gì phải lo cả. Nói rồi, tấm biển này đừng sợ. Thiệt cái sao cái lúc đầu cái ông Santiago kia không chở mình trốn luôn đi các bạn ơi, là mình hoàn thành end game luôn cho nó lẹ. Mình sẽ là YouTuber end game nhanh nhất thế giới. Ờ à, đúng rồi, theo cốt truyện là mình là gì, mấy người kia kêu mình là gì xong quá giật đồ dữ lắm bạn, giống như kiểu siêu anh hùng các bạn, tới đây giải cứu người ta vậy. Thôi kệ, lỡ vô dai rồi chúng ta phải nhập dai các bạn ơi. Đúng rồi đó các bạn. Mình đẹp trai chi thất không? Quá tao thấy mày giống khùng á thằng điên. Oh my god, tới nè. Mắt mình hơi lé chứ. Ê, tới nè, cá đầu xanh. Cá đầu xanh chi thức. Cá đầu xanh chi thức. Ok, ok. Không biết chỗ này có phải là chỗ của mấy anh giang hồ hồi nãy không nữa. Tao thử, tao vô, tao check in cái nhẹ coi. Thôi tiếng chui chắc nó bên đây là mày, tao mới nghe. Cứ nghe đi, mà không có nói ra đâu, nó rồi đi tắm biển rồi. Tao nghe nó gòn lắm. Động cơ làm mát bằng gió, không có buổi tối không có tốt đâu. Ok ai nè. Ô cá bò, cá bò miền miếng tay hả? Cá bò sắp hôn không? Ôi dở. À đẹp trai nha. Ê biết gì không? Đố mày là trai con gái? Xa xa, tên đàn bà nè. Ừ mà sao mày nhìn giống trai không? Sao hồi nãy ông con trai nhìn giống con gái mà con gái nhìn giống con trai, các bạn cái game này ảo thật á. Ok ok. Vậy nhiệm vụ chúng ta sẽ phải đi ngược ở đây là gì đây? Thu thập gì vậy? Thu thập 8 trang giấy từ bãi đá. Game Slenderman trả hình nè. Game Slenderman là giống vậy hả? Ừ, tập cái ảnh giấy á. Ui giời ơi, game này nó kết hợp nhiều game vậy ta. Hết nhặt rác simulator rồi, đi bộ simulator rồi, tới bây giờ Slenderman simulator rồi hả? Giấy mà họ có đồng nát để nhân cấp súng là được rồi. Ui mày có gì nè mày? Chết đó. Ý có thể là chú giáp nó từng ăn thịt người rồi nè. Ờ tôi thấy máu nó văng tùm lum nè. Và đây là cái mặt người ta vẽ lại cái mặt của nó á. Ô ờ, đúng rồi đó. À đó là phải không? Ừ đúng rồi, tìm thấy một trang rồi kìa. Let's go. Tìm đi bạn. Ê cái đầu xanh ơi, cứu tao cái đầu xanh ơi, cứu tao cái đầu xanh ơi. Cái con này tên nó xuất hiện kỳ quá các bạn. Ba đồng nát luôn. Ủa mất ba đồng nát uổng quá mày. Lên đường. Ê ví dụ tôi đang nghĩ trong đầu là nếu như là mình không có đồng nát nào thì sao? Lên đường. Ví dụ như mình không có một cái đồng nát nào thì sao nó trừ được mình ta? Lên đường. Hỡi cây thì các bạn tự nhiên mất ba đồng nát uổng ghê á. Tự nhiên đâu ra nó xuất hiện một cách bất hình lình, tụi mình bất ngờ luôn các bạn à. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình đi vô đây để chúng ta thu thập tranh vẽ nha bạn. Trời ơi. Đi lượm ba đồng nát mất hết. Mà mỗi lần vô đây á là tao nghe tiếng lãm nha. Tao nghe tiếng mình nó giống như tiếng nhịp tim á mày. Rồi hiểu luôn, giống như đang nằm em luôn rồi. Ừ. Bỏ chạy đi bạn. Ok đi thôi, đi thôi 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 thôi. Mày nhìn kỹ giùm tao mấy tờ giấy nha. Vô đây cứ nghe giống như tiếng nhịp tim á, nghe khá là đáng sợ các bạn à. Đi vô lẹ lên. Ủa cái gì kia, cái gì kia? Ôi mẹ mày thấy Slenderman không?
Slenderman tần 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 game này có Slenderman các bạn ơi. Từ nhỏ kia khôn ghê, bắt con làm vụ án này đúng ghê luôn á. Ui chỗ này kinh thật sự, trời ơi con nhỏ kia nó dụ. What gì vậy? Ủa không biết nữa. What the hell? Ủa nó dịch chuyển mày đâu rồi? Ủa nó dịch chuyển mình đi ra một khu khá là xa các bạn à. Nó không muốn mình lấy mảnh giấy đó. À ok, ở đây có cái tháp gì nè mày. Lên kiểu cha. Ok, hình như đây là tháp quang minh trong liên quân á bạn. Ok, let's go. Ủa mở được luôn hả? Đi. Ghê quá à, nó nãy gặp Slenderman đó bạn. Mà cái lúc đó nó làm màn hình của mình cũng giống như Slenderman đúng không? Mở rừng. Yên tâm đi, hôm nay là trình tao bà rồi, mày cứ yên tâm. Thấy giờ mới vô tao quất chúng hết liền. Tao thử em yên tâm, để tao coi. Bà rồ cứ yên tâm nè, coi nè. 1, 2, 3 rồi, nghe chưa? Tao hù mày vậy thôi. Ú, mà hường nắm tính. Mà hường nắm tính nè, được á. Gì đây, có nhìn được gì không? Ok, nói chung là lên đây thì được một cái đồng nát các bạn thấy không? Đi tìm một cái đồng nát mà nó khổ như vậy á, mà mất một cái đồng nát kiểu mất ba đồng nát nó nhanh thật sự các bạn à. Rồi ok, bây giờ cũng may là cái con Slenderman kia nó cũng không có quậy phá gì cho lắm các bạn. Không giết mình là được rồi. Nó chỉ có kiểu phá mình mà cách là nó dịch chuyển mình ra chỗ khác để mình sẽ bị mất thời gian hơn thì phải. Rồi thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái khu vực này đi. Rồi tôi lại nghe tiếng nữa rồi đó, tôi nghe tiếng giật nữa rồi đó. Chúng ta còn tìm 8 cái nữa nha bạn nha. Bốn cái nữa. Nâng sau lưng kìa. Chạy nhanh lên. Ui. Trời ơi, hay quá. Thôi, mày nhìn giùm tao mấy cái coi có không nha. Nhìn ơi. Thôi, tập trung. Cái này nói chung là cũng không đáng sợ lắm. Lúc đầu thì chưa biết thì hơi đáng sợ, nhưng bây giờ thì bình thường rồi. Bây giờ chơi là chúng ta chỉ cần tập trung vô thứ chúng ta cần tìm thôi các bạn ơi. Còn lại thì mặc kệ sự đời nha bạn nha. Còn tìm ba cái đó là thành công rồi, cố lên, let's go. Mày giấu ở đâu ta? Mấy điểm vệ sinh này mệt quá. Holy crap, giấu ở đâu ghê vậy? Nhảy xuống đây luôn cho chắc. Ok, mình tỉnh. Ở đâu ta? Ở đây phải không? Hình như cứ đi về hướng này chắc có nè. Các bạn ơi, đây, nó bay trong gió ghê lắm bạn. Ui anh ơi, thả cho em đi anh. Ok, có vẻ như là khi mà lên đây á thì mình sẽ không bị nữa. Vậy cho nên là bây giờ mình sẽ chơi tuyệt chiêu, mình đứng ở đây mình quan sát xuống dưới. Ok, hình như nó ở những cái chỗ mà những cái đèn á mày ơi. Ok, bây giờ nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ đi một cái đường vòng như thế này, vòng xuống để mình thử xem sao. Let's go. Ui chạy nhanh, chết bây giờ. Thôi mày ơi, tao không sợ mày nữa mày ơi. Mày hù tao được lúc đầu thôi chứ bây giờ hết sợ rồi. Ví dụ mà nó làm mình bị mất đồng nát thì mình mới sợ chứ. Ok, cứ bình tĩnh đi, ta tập trung vào tìm là ra ngay mà. Một cái nữa, ui anh ơi, đừng dịch chuyển em anh ơi. Rồi được, còn hai cái nữa thôi các bạn ơi. Cố gắng đi vòng để tìm thôi, trời mình không có thuộc map, mình đi vòng như thằng điên nha các bạn, chóng mặt quá à. Cái này nữa anh. Ok, còn cái cuối cùng, còn cái cuối cùng. Where are you now? Tụi con xa khốn nè. Phải bên đây không? Từ từ. Mày biết là nó đi gần tao tao rung lên chứ bộ. Trời ơi, bây giờ đi xa dở lắm các bạn ơi. Ôi ôi. Hồi nãy là mày thấy đúng không? Thấy rồi. Phải không? Tao nhìn vô thấy gì đâu. Xong mù loà rồi. Chắc tao do tao tập trung vô con Slenderman quá đó. Cá đầu xanh chi thốt. Tin tưởng mỏi thúng lắm. Rồi mày để tao, tao trình độ cao, mày cứ yên tâm, mày tin tưởng tao đi. Từ, nó nghe sau lưng tao nè. Úi giời ơi anh ơi. Thả cho em đi anh.
Thả cho em đi anh, thả cho em đi anh. Thả cho em đi anh. Ôi nói như là ma ám khu này vậy mày ơi. Thả cho em đi anh, làm gì anh căng như vậy. Đây nè phải không, đây phải không? Phải. Đâu phải nào, tôi đi lộn đường rồi mày ơi. Nó làm tao khó nhìn đường quá à. Từ từ, đứng gần khó nhìn đường lắm luôn á. Cái đường này hơi sai sai rồi đó. Từ từ. Tôi nhớ mày máng ở đâu khu này nè. Cái này phải không? Phải đâu, đâu có đâu. Từ từ. Hình như bên đây. Trời ơi, không thấy cái gì hết anh ơi. Anh có thể đứng xa ra được không? Chứ em có thấy cái gì đâu. Ui dồi ôi. Ê nè, phải chỗ này không? Không phải. Ui, chỗ này là chỗ mới đầu mình vô. Trời ơi mày ơi, tao còn nghe tiếng của chua chua chát nữa mày ơi. Tới công chuyện rồi. Con khốn xa xa này. Con nhỏ xa xa nó dụ mình vô đây các bạn à. Nhiệm vụ này mà nó cho mày ít đồng nát rồi nó tới công chuyện với mình luôn á nha. Cầm cá mà. Come on, chạy nhanh lên. Nhân vật ơi, chạy nhanh lên. Ok. Ôi, chua chát ở đằng sau nữa, trời ơi, cái gì vậy trời. Trời ơi, vừa ba đầm nát. Trời ơi, các bạn ơi. Ê, sao hai con nó ở gần nhau mà sao nó không quýnh nhau đi mày. Thiệt là đắng nằm. Trời ơi, còn cái cuối mà khổ thiệt cái chứ. Trời ơi, game này bị lừa, cái đồ quỷ nó lừa mình hả bạn. Bà nhớ cho bà. À, bây giờ chúng ta sẽ kiếm một cái chiến thuật khác hay hơn. Đi lên núi nhìn xuống. Chú chú chắc nó xuất hiện cũng láo lắm. Ủa coi có phải kiếm là từ đầu không? Không phải kiếm từ đầu đâu. Chiến thuật hết. Bây giờ phải có chơi chiến thuật chứ giờ chơi đi tìm vòng là chóng mặt lắm. Cái gì vậy ông nội? Mày hung gió hồi nó tới á. Lê, let's go. Lê, yeah. Woohoo. Yeah. Trời ơi, nó giấu bên đây lần mình đi hoài không thấy đường. Cuối cùng đi qua cái hẻm kiểu lạ lạ. Hay quá anh ơi. Ê, coi chừng nha mày. Kiếm tao đây nha mày. Hãy tập rồ không? Chữ lộn đó anh ơi. Tao là bro cái mơ. Cũ với con xa xa Ok, bây giờ mình kiếm nhỏ xa xa kia để mình đổi tiền nha bạn nha. Hình như sau khi mình lấy những cái tờ giấy đó xong á thì cái con kia nó biến mất luôn các bạn à. Mình nghĩ là cái con nó bị một cái lời nguyền gì đó khiến cho nó phải ở đây. Và sau khi mình lấy những cái lá đó bùi với kiểu lá bùi á là nó được giải bùi nha bạn. À, vậy tính là mình cứu nó các bạn. Tại sao con khốn xa xa kia không tự làm nó bắt. Tại vì biết sao không? Tại vì mình là nhân vật chính. Ôi chắc nó quýnh 3-4 lần luôn bạn à. Nhưng mà yên tâm em, tí nữa mình sẽ cho con chua chắc biết thế nào để độ. Bây giờ nhỏ này nó phải đổi cho mình ít nhất là 100 nha. Đổi nhiều đi. Cảm ơn đã mang tôi chỗ giấy này. Đây là một ít đồng nát. Một ít là bao nhiêu với bà nội? Vô chết. Trời ơi, tôi mà được ít hả, tôi quay lại tôi lấy xe tôi bắn bà liền. Bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 51. Thôi cũng được đi. Thôi cũng được, tạm được. Rồi, đủ rồi tôi nâng cấp cái này lên. Rồi, giờ sao vậy? Hên cho bà nha mà. Không, tôi bắn nhà bà. Để tao. Nhìn nè. Phay nè. Quá chuẩn, phải chỗ đó bà ngồi không? Ok, ngồi đó, ok. Đó. Công nhận mình báo thì. Ê mày, cái xe lửa mình nó có cái sừng không mày? Ngon, nâng cấp lên rồi đó. Phải không? Ừ đúng rồi, hình như nó nâng cấp lên rồi nó có sừng á. Nhiệm vụ của ông Santiago nữa. Tới kìa. Đi lùi xíu ơi. Nhiệm vụ ông Santiago ở đây là Santiago vậy không? Trả lại nhật ký. Đây nè, nhật ký ông ngay trong nhà này luôn nè. Dừng lại cho tôi vô đi. Ê, nó lại có cái chỗ này nữa nè mày.
Cái này nó là một cái gì đó đã có liên quan tới mấy chiếc trứng mà các bạn có thể nhìn thấy cuối game á. Không thôi là bị con chưa chắc nó giết đó. Yên tâm rồi. Mình ở trong nhà này là mình bất tử rồi, yên tâm đi, mình cứ ở trong nhà là mình sẽ được bất tử nha. Nhà ký đâu? Ký đâu? Ủa nhà ký của ổng đâu? Trong đây phải không? Ừ đây nè. Rồi ok, xong rồi đó. Trời nhà của ổng sao nghèo dữ vậy trời, trong đây nhà người nào cũng nghèo vậy ta. Trời ơi. Ờ được rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở về trả cuốn nhật ký cho ổng nha các bạn nha. Và các bạn, để bây giờ mình cho các bạn nhìn thấy nguyên con tàu của mình nào. Thôi cái gì vậy? Thôi gai đồ các kiểu. Tàu mình giờ là tàu chiến nha các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lùi về chỗ của ông Santiago này và mình sẽ trả cho ông. Ê, bên đây còn một nhiệm vụ nữa nè mày. Ôi trời ơi. Ok, để mình coi coi là mình có cần phải làm nhiệm vụ đó hay không nha. Mình nghĩ là hên xui nếu như ông Santiago mà ổng cho mình nhiều đồng nát á, là mình đi quẩy luôn khỏi là nhiệm vụ cũ nha bạn. Ừ đúng rồi, cứ mỗi người 50 là hôm nay là mình giàu rồi. Ta đang tập bắn, đang tập bắn trước khi mà ta gặp nó. Hay quá anh ơi, giống tên lửa luôn. Cứ là chơi hả? Ở tới đây kìa. Rồi, bình tĩnh. Dừng lại tao ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại người bạn thân của chúng ta nha bạn nha. Người bạn thân mà chúng ta kêu chở đi mà nó không chịu chở. Ổng đâu rồi, ổng đang dưới đây nè. Không biết giờ lại đây mấy cái đồng nát nó có reset cho mình lụm lại không nữa các bạn. Đâu, có đâu bà, đâu có đâu. Gọi giờ tôi đưa cho ông đi luôn đúng không? Không có rước tôi đi đúng không? Ta không nhìn trộm vào bên trong nữa. Rồi. Trời nhà máy nhảy bật túi đồ lên. Có thấy đâu bật túi đồ mình. À 47. Ôi cũng được. 47 là đủ để nâng cấp rồi các bạn. Ok. Vậy thì ngay bây giờ mày nghĩ là tao có nên solo 1-1 với con chú chắc không? Đó, đi solo thôi. Tham tôi solo coco rồi đó. Được. Mình cũng hào hứng để hôm nay. Ngay bây giờ mình sẽ đánh bại con chú chú chắc rồi các bạn ơi. Bây giờ giáp mình cũng có nhiều rồi nè. Súng mình cũng mạnh rồi. Bây giờ mình nâng cấp full được hết rồi đó. Được. Đi solo coco thôi. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm một trận combat tổng nha các bạn. Bữa giờ là chúng ta kiểu hả nhường nhịn con chu chu chắc, nhưng mà bây giờ là không còn chuyện đó đâu nha anh em. Nâng cấp full luôn. Trời. Có xe mình như thế nào rồi? Vậy hả? Vẫn vậy, mình chỉ nâng cấp tốc độ thôi. Mình thấy tao thấy xe mình đi nhanh hơn rồi nè mày. Ngon rồi, được rồi đó. Hay là làm luôn nhiệm vụ cuối không? Làm luôn đi. Làm luôn nhiệm vụ cuối để mất công nữa, thiếu nữa mà. Thà dư còn hơn thiếu. Để mình đi làm cái nhiệm vụ cuối ở bên đây 600 mấy chục mét nữa. Mặt trăng kìa. Đâu? Ô, mặt trăng ác quỷ các bạn ơi. Trăng ác quỷ. Ghê vậy. Mặt trăng của idol của mình đó hả? Idol KD đó hay là mặt trăng ác quỷ lắm nè các bạn ơi. KD là người đầu tiên tiên phong như là mặt trăng ác quỷ đó bạn. Bị thiệt hả? Cứu các bạn đúng không bạn? Ghê hả? Là youtuber khác ăn cắp các bạn. Cắp tiên của mình đó bạn. Ok, chắc là sắp tới cái chỗ này gọi các bạn à. Mình nghĩ là mình nên thắng ở đây là được rồi đó. Hay có gì đó màu trắng trắng ở bên đây nè. À không, bây giờ mới tới nè thì phải. À chưa mà, đi tiếp được, đi tiếp. Chưa. Không, mấy cái nhà này mình đi rồi. Đi nhanh lên. Mấy cái nhà này bữa mình nhận nhiệm vụ bên đây nè. Đi nhanh lên, đừng nhiều chuyện nữa. Ok, để anh đi, anh còn phải kiếm đồng nát nữa, chú có thấy anh khổ không? Trời ơi. Làm nghề dụng dây chai bây giờ cũng có giá quá vậy. Nè bây giờ qua bên đây nè. Ôi trời ơi. Quá. Thor, bên đây là thần sấm Thor. Thần sấm Thor là bạn của Iron Man idol của mày á, chắc là thần sấm Thor giúp mình mày ơi. Ok, đi. Ủa coi tấm biển rồi, tao dẫn mày ra tấm biển. Ê, đồng nát nè. cưng nghiện đồng nát các bạn ơi. Sau khi chơi trò này xong là chúng ta sẽ nghiện đồng nát nha. Rồi giờ đi qua bên cái chòi nhỏ này trước kiếm coi có miếng đồng nát nào không. Trời thấy không, qua cái có quá trời nè. Ủa cái gì á? Ôi bom hả? Ủa cái gì á, không biết con lụm đóng vô, không biết gì á bạn. Một túi đồ lên coi. Cái gì á ta? Cầu dao. Ồ. Vậy mình làm sẵn luôn rồi hay sao? Ồ, vậy là hình như là mình nhận nhiệm vụ trước rồi, tí nữa qua là mình chỉ có làm hay sao nè. Ok, vậy ngon. Ok. Bơi về nhà đi bạn. Mày khùng quá, bơi đi chết rồi mày. Bơi đi. Nè, bơi đi mặt trăng ác quỷ ăn mà chết rồi con. Ok, giờ chúng ta xin lên cái ngọn hải đăng này nha các bạn nha. Ủa, ngọn hải đăng thường hay có ma lắm á.
Ê nè, mấy cái này phải không? Ồ đúng rồi nè. Ôi Diêm Vũ này chưa nhận á làm rồi. Ồ what? Trời ơi dễ. Ôi dễ. Game là dễ. Ok, trả lại cho Claire đã hoàn thành nhiệm vụ của bạn. Là gì, tôi có nhận nhiệm vụ của ai đâu trời. Trời ơi, mình làm nhiệm vụ trước khi mình nhận nhiệm vụ nữa các bạn. Ủa, trời. Ủa, bà bị gì vậy? Bà bị gì bà mắc vậy? Trời ơi. Trời chân bà bị thương quá trời nè, chắc bà bị chưa chắc quýnh đó mày ơi. Bà này chắc là bị 45 đồng nát. Ngon. Rồi, ok. 45 mà giờ mình full nè mày ơi. Bây giờ là mình nói thiệt các bạn luôn là chu chắc là không còn là cái nghĩa địa gì với mình nữa nha bạn. Nhưng mà đợi xíu để quay lại tàu đã chứ, không chưa quay lại tàu là nó vẫn là cái nghĩa địa nha. Nâng cấp đi. Dạ, bây giờ tụi mình sẽ nâng cấp full luôn nè. Đó, bây giờ cái gì cũng full nè mày ơi. Giờ mình còn dư 17 đồng, có gì mình sẽ vừa bắn vừa hồi máu. Ok, sao? Ok không? Con xem xe mình như thế nào xịn chưa? Xe mình bây giờ là mát sức mạnh rồi. Mát bên rồi, xe này mát bên rồi. Rồi bây giờ để mình đặt mấy cái dấu chấm nữa coi coi. Bây giờ đi qua hướng này nè. Kết liễu nó đi bạn ơi. Chúng ta sẽ đi tới đây, chúng ta quẹo trái là đi luôn nha các bạn nha. Let's go, boy. chu chắc. Đến giờ người phải trả giá gần chai. Bữa con trai làm anh hơi khóc rồi đó. Ôi mày ơi, tao nghe tiếng nó tới mày ơi. Nó đâu? Nó kìa, thấy không, thấy không? Đó, nó chạy nè, chắc nó đang tới chỗ đó với mình, chuẩn bị cơm bách tổng. Chuẩn bị rồi đó. Ok, massage với anh chứ anh cơm bách tổng rồi. Đúng rồi. Ây da, cái thằng quỷ. Massage tôi chết luôn mày. Cái thằng quỷ này. Ủa, đúng rồi, bạn gì vậy bạn? Từ, để lùi xe lại cái nã này bên phải mà ông hai. Đây nè. Giờ lùi mới đúng nè, đó. Rồi giờ đi mới chuẩn nè. Trời, nghe tiếng động cơ xe hơi nước hai thì vi trim 45 độ làm hết bằng gió thì hơi phê quá ta. Cái gì vậy mày? Ê mày tao tính bỏ qua cái này nhưng mà tao bỏ không có được. Cái dòng máu tham lam của tao vẫn còn mè. Cái dòng máu đông nát không nội. Đây nè, thấy gì không? Trời ơi, cái này mà bỏ qua là tiếc ngàn đời. Để lại lụm mới được. Giờ đang lụm con chưa chắc ra chứ khóc luôn. Đỏ hay chưa? Trời ơi, vậy chưa? Có 20 pháo rồi đó. Làm coi coi. 22 luôn rồi, bây giờ là bơm máu là full cây á bạn. Ấy bắn vài viên là súng mình mà nóng một cái á là mình sẽ lại bơm máu. Mày hay chiến thuật có hợp lý không? Được. Đấy, hay chiến thuật có thể hợp lý rồi đó. Cho đỏ súng luôn đi, bắn đỏ súng đi rồi hả? Rồi ok, hợp lý. Giờ đi thôi. Bây giờ chỉ còn ơi mày thấy gì nữa không mày? Thấy gì nữa không? Thấy gì nữa không? Yeah boy. Mở ra cho anh. Trời có 1 cục gì bà nội? Hai cục. Trời ơi ít vậy trời. Hồi nãy kêu quá trời luôn á này ít dưới trời. Ok bây giờ là khu này nó hơi trống nên mình thấy nó hơi xú rồi đó. Sắp tới rồi bạn ơi. Giờ mình sẽ đứng ở trên toa tàu này mình nghiên cứu nha. Nè, tới rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ phải chơi theo phong cách speed run nha bạn. À. Từ đợi siêu tắng cái tàu lại cái. Rồi ok. Cái tàu dựng nó đẹp không ta? Ủa tàu dựng này nó hơi quá đó mày, nó hơi quá đó. Được không? Đẹp rồi. Đẹp đúng không? Bây giờ mày muốn tao tông thẳng lên cho đó hay muốn tao đi từ từ? Chạy lên đi. Speed run đúng không? Ừ. 3 2 1 giờ tên tiền tên 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 skip 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 ôi cái gì vậy? Ôi lộn súng rồi. À, mình tỉnh. Cái gì cũng phải bình tĩnh chứ. Thôi bây giờ mình chạy lẹ quá, mình xử nó cực lẹ luôn. Ăn lửa đi cưng. Quá yếu bơm máu cái coi. Let's go. Đổi lại súng này bắn tiếp. Ủa gì vậy bạn? Rồi bạn dịch chuyển hả? Bạn dịch chuyển đi. Đúng rồi. Bạn cứ dịch chuyển đi. Úi rồi. Bị đặt biến hình nữa. Biến hình hả? Ui rồi, biến hình hả? Lấy súng này bắn luôn. Ủa xe mình bây giờ đi nhanh đó mày, nó dí không kịp luôn á. Mày giỡn hả? Đây. Lại đây, từ, không sao, máu còn nhiều lắm. Ui, có thể nâng cấp thêm lần nữa hả? Nâng cấp hoài vậy?
Không, nó dịch chuyển, nó dịch chuyển chứ phải nâng cấp, nó dịch chuyển thôi. Trời ơi. Đổi. Let's go, bắn ở đây. Súng lửa, súng lửa, súng lửa, súng lửa. Rồi bấm 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 bấm. Let's go. Đây. Lại dịch chuyển nữa. Dịch chuyển hoài. Dịch chuyển là dịch chuyển là táp. Tap. Chuẩn bị 3, 2, 1 xả. Ôi hụt gì mà vẫn đẩy lùi nữa mày mày ơi. Mày làm tao rối quá mày. Mày thằng quỷ đi làm mình rối quá bạn ơi. Lấy súng nhắm bắn mày xong ơi. Bây giờ đang đốt lửa nó hết cỡ nè bạn ơi. Hình như là mình nó dẫn nó tới cây cầu rồi, mày nhớ không? Nó bị gì nè? Ui cái mặt nó mé mé rồi mày ơi. Mày chết đi con, let's go. Oh my god, what? Xong mày chết gì mà nhìn kinh dị quá mày. Là hôm nay chúng ta có món ui chua chua chắc một trò chơi của Gavin Enstabria và J Gravian. Mày có tạo đâu. Ủa diễn xuất giọng nói sao nó không để tên mình mày? À biết bạn. Ô các bạn, vậy là chúng ta đã chiến thắng được con chua chua chắc rồi sao? Tính ra cũng đơn giản phết, nhưng mà mình thấy cái kết cuối này kiểu khá là kinh dị các bạn à. Ví dụ các bạn có nhớ kết cuối của tựa game Bobby Playtime không? Thì nó bị rớt xuống dưới thì cũng đâu kinh dị bằng cái này đâu, cái này kinh dị hơn các bạn à. Và ngày hôm nay mình cảm ơn các bạn đã xem video về nguyên cái series này của mình. Nếu như các bạn muốn tiếp tục ủng hộ mình làm những series về game kinh dị á, các bạn đừng quên bấm nút like để kênh cho mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn đi, cá đầu xanh. Cá đầu xanh chi thức. Ôi, cái gì nè mày? À cái này tao có coi trên YouTube rồi. Chắc mày chưa coi đâu, nên tao coi rồi, để mày coi đây, mày coi đây, mày nhìn nè. Thấy gì không? Một trái trứng. Mày thấy lạ không? Xe lửa mà đẻ trứng. Tao thấy hơi bị lạ. Ê, cái trứng này nè, nó là nó đang ấp, nó chuẩn bị sẽ có phần 2 thì phải á. Nè, nhìn ở đây, thấy nhìn nè, chuẩn bị nhìn nè. Nhìn qua. Chuẩn bị nhìn nè. 1 2 3 let's go. Ghê không? Nhiều trứng không? Trứng quá vậy? Đúng nhiều luôn, kinh thật sự các bạn à. Oh my god. Và trong tương lai chúng ta sẽ không đối đầu với một con chua chắc, mà chúng ta phải đối đầu với cả ngàn con chua chắc nha các bạn nha. Trời ơi quá trời quá rồi. Ok, vậy thì hẹn cái thằng chu chắc này ở phần 2, mình với thằng cá đầu xanh lại quay trở lại tiêu diệt nó các bạn à. Còn bây giờ thì bye bye các bạn nha.